Thưa quý vị, trong sáng nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh cần thiết ban hành luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, quản lý về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Dự thảo dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có 9 chương, 65 điều. Theo đó, đảm bảo nguyên tắc nhà nước thống nhất về quản lý phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phân công, phân cấp gắn với trách nhiệm trong quản lý, thực hiện quy định về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, kế thừa quy định còn phù hợp, khắc phục những hạn chế, bất cập và bổ sung quy định mới để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. Báo cáo thẩm tra, Ủy ban Quốc phòng An ninh cơ bản nhất trí sự cần thiết ban hành luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời đề nghị bổ sung đầy đủ, cụ thể hơn các quy định về hoạt động phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, tiếp tục rà soát, sắp xếp để đảm bảo sự cân đối logic giữa các chương, điều của dự thảo luật, phù hợp với mục tiêu xây dựng luật. Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị tiếp tục nghiên cứu thể chế đầy đủ, toàn diện và cụ thể hơn trong dự thảo luật này các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, rà soát kỹ các luật có liên quan để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.